Tại sao Tôn Ngộ Không là đệ tử thì lại muốn bằng ông trời gọi là Tề Thiên Đại Thánh? Ông quấy cả dưới địa ngục, ông quấy cả Long Cung, lấy cả Nguyên Đình, cuối cùng phải làm đệ tử của một ông thầy tu bình thường không thần thông. Đó là ai? Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là người không thần thông, không phép lạ, không biết trời đất gì hết. Một người thần thông như Tôn Ngộ Không nhưng phải làm đệ tử của ông này. Hiểu chỗ đó không? Không cần biết anh thông minh bao nhiêu, anh biến hóa trí tuệ bao nhiêu, nhưng anh tu rồi thì anh dẹp được cái ngã đó. Anh đầu binh như một con người bình thường này nè, chính con người bình thường này sẽ dẫn anh tới Tây Phương. Tại sao không đằng vân một cái một đi tới Tây Phương đi, mà phải đi bộ gặp nạn chứ vậy? Mặc dù Tôn Ngộ Không có khả năng làm chuyện đó, nhưng không. Như vậy thì anh biểu người ta tu ai thèm nghe? Trời, ông có thần thông thì ông bay tới mấy hồi, còn tụi tôi không có thần thông biểu tụi tôi đi sao được? Thế thì Đức Phật cũng bình thường. Đức Phật không phải là thần linh gì ở cuộc đời này cả. Ngài là một con người rất bình thường, nhưng ở nơi con người bình thường này đã phát ra được những cái điều phi thường. Để chúng ta kính một người con người bình thường này là một người thầy chứ không phải thần thánh. Mà muốn đi tới Tây Phương, anh thấy không? Đó, thần thông như là Tôn Ngộ Không còn phải bái đường Tam Tạng. Ở đây Pháp Hòa mới nói, nếu mình muốn đi thỉnh kinh thì mình muốn tới Tây Phương, Tây Phương không có dễ đi. Mặc dù nó có đường hết á, đường thì có rồi, cái quan trọng là anh có ý chí để đi không. Ở đây chúng ta cũng vậy, tất cả chúng ta đều muốn đi thỉnh kinh hết á, đường đã có rồi, cái quan trọng là dám đi không. Và nếu mà đã dám đi rồi á thì phải dẹp luôn